Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các loại pin của điện thoại LG. Hôm nay, Di động Cao cấp .vn giới thiệu các bạn pin của LG E dòng E, E610, E620, mã là BL44ZN đang có bán tại Di động Cao cấp .vn. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại LG BL44ZN bị lỗi phồng, rộp, pin báo ảo, pin không lên, pin sạc lúc được lúc không, pin dùng nhanh hết. Đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin của LG BL4ZN đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về pin của điện thoại LG BL44ZN, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 0466750099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến trực tiếp Di động Cao cấp .vn thì quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tức là kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ nhận đơn hàng quý vị các bạn online trên website, sau đó chuyển code đến tận địa chỉ quý khách hàng yêu cầu. Quý khách hàng nhận được pin mới phải thanh toán tiền cho bưu tá, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0466750099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại Di động Cao cấp .vn chúng tôi.